Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình phông nền với này React cơ bản. Thì bữa hôm nay là buổi 4 thì tôi sẽ điều dẫn các bạn cài đặt cái thằng Jan. Thì thằng Jan là một cái công cụ để cho chúng ta quản lý cái việc quản lý về cái các thư viện, các dependency của thằng React. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cài đặt như sau. Thì để cài đặt được Jan thì trước khi cài đặt Jan thì các bạn cần phải cài đặt Node.js. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa cài đặt Node.js thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi. Học lập trình online. Đây cái kênh YouTube của tôi và các bạn search ở chỗ cái phần search này là nốt. Đó thì các bạn sẽ xem được các hướng dẫn cài đặt nốt trên Windows của tôi này. Đó thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt thằng Jan. Thì Jan thì nó là một cái công cụ để chúng ta quản lý cái source code của chúng ta, nó tiện hơn so với thằng nốt. Thì các bạn lên Google và các bạn search là Jan install. Đây các bạn sẽ vô cái mục install Jan này. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu về cái thằng Jan này là gì thì các bạn phải vô cái mục getting static này. Đó thì ở đây thì nó giải thích Jan là một cái gói quản lý cho cái source code của chúng ta. Đó thì nó cho phép chúng ta sử dụng và share cái code JavaScript với lại các nhà phát triển khác ở trên toàn thế giới. Thì Jan thì nó làm được những cái điều này rất là nhanh chóng và an toàn. Và rất là dễ cho các bạn, không phải, và rất là linh hoạt cho các bạn, vì thế các bạn không thể quan tâm nhiều. Đó thì các bạn thể tìm hiểu về cái thằng Jan này ở đây. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn download và cài đặt thằng Jan. Thì để cài đặt Jan thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng npm và thằng node.js. Thì đây các bạn có thể dùng cái lệnh này để mà cài đặt này. Đó, tôi sẽ copy cái lệnh này và bây giờ tôi sẽ mở cái thằng simd lên này. Đó và bây giờ tôi sẽ bắt cái lệnh vô và bây giờ thì tôi sẽ nhấn enter này. Rồi bây giờ thì tôi sẽ có lệnh Jan trừ version để kiểm tra xem Jan được cài đặt hay chưa này. Đó thì nó ra là version 1.2.19. đó, như vậy là tôi đã cài đặt Jan ở trên máy của tôi là máy Windows 10. Đó thành công như vậy. Đó thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.